anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì là ngày 11 tháng 3 năm 2023. Thì hiện tại thì bên Nguyễn đang có mặt tại khu vực công viên cảnh quan của dự án Zegai Metro Nhà Bè với diện tích là quy mô là khoảng là 350 hectare và chủ đầu tư đang bàn giao giai đoạn đầu tiên với 359 sản phẩm nhà thấp tầng. Phía sau lưng của bên Nguyễn đây là một cái dãy nhà biệt thự đơn lập với diện tích là 15 x 20, và phía trước sẽ là khu vực một cái con sông cũng như là khu vực giai đoạn tiếp theo của dự án Zegai Nhà Bè với phân khúc là sản phẩm căn hộ. Và các anh chị cũng biết là đối với cái thị trường năm 2023 này thì chúng ta có thể là có rất là nhiều những khó khăn, gần như là đâu đó là chúng ta luôn nghe rất là nhiều những cái thông tin tiêu cực về khó khăn của thị trường. Chúng ta nghe thông tin về tình hình chiến tranh trên thế giới nè, chúng ta nghe thông tin về tình hình là Fed tăng lãi suất, chúng ta nghe thông tin về những cái biến động kinh tế của Việt Nam, những cái biến động về nhân sự, cũng như là những cái tình hình về một số cái doanh nghiệp bất động sản đầu ngành có những cái dấu hiệu rất là khó khăn trong cái việc thanh toán trái phiếu, hoặc là những cái thông tin tiêu cực từ phía ngân hàng vân vân và vân vân, rất là nhiều những thông tin tiêu cực làm cho cái tâm lý khách hàng của chúng ta có vẻ rất là dao động trong giai đoạn hiện nay. Và rõ ràng thì bên Nguyễn nhận thấy thì cái khó khăn thì là những cái yếu tố bên ngoài tác động, và cái việc mà chúng ta đối phó như thế nào, chúng ta cái cách mà chúng ta ứng xử với những cái biến động, những khó khăn đó như thế nào thì sẽ tạo nên những cái sự khác biệt đối với mỗi cá nhân. Và thị trường bất động sản Việt Nam cũng vậy, theo bên Nguyễn nhận thấy thì cái giai đoạn này thì không phải là cái giai đoạn tốt để mà bán, nhưng mà thật sự là cái giai đoạn rất là tốt để mà cho những khách hàng chúng ta mua, và đặc biệt là những khách hàng chúng ta có sẵn cái lượng tiền mặt và hạn chế cũng như là kiểm soát được cái số tiền vay. Thì nếu như mà chúng ta làm được điều này thì chúng ta sở hữu cái bất động sản giai đoạn này thì rất là tốt về cái việc mà chúng ta có thể gọi là thương lượng cái giá tốt nhất, chúng ta có thể tìm được cái sản phẩm với cái vị trí mà chúng ta đã thích từ trước đó rồi mà chúng ta không mua được, thì giai đoạn này chúng ta cũng có thể mua được những cái sản phẩm mà chúng ta có thể mở rộng đối với cái hoặc là một cái thửa đất liền kề kế bên nhà, hoặc là một cái sản phẩm bất động sản mà chúng ta đã ngắm nghía lâu rồi mà chưa có cơ hội mua, nhưng mà giai đoạn này thì chúng ta có thể thương lượng và mua một cách dễ dàng. Thì đó là một cái ưu điểm. Cái thứ hai nữa là các anh chị cũng thấy là tình hình kinh tế khó khăn, nhưng mà rõ ràng rằng là khó khăn chung của toàn thế giới, và đâu đó là chúng ta thông qua những cái thông tin cập nhật thì chúng ta cũng biết Việt Nam là một trong những nước đang có được cái gọi là thu hút cái nguồn vốn từ nước ngoài về Việt Nam rất là nhiều, thông qua những cái doanh nghiệp, rất là những cái công ty, những cái tập đoàn rất là lớn của thế giới, khi mà đặt trụ sở cũng như là đặt cái văn phòng đại diện, chúng ta đặt cái cơ sở xưởng sản xuất kinh doanh tại Việt Nam. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu tích cực, cũng như là đối với khung pháp lý về bất động sản thì cũng được nhà nước hỗ trợ rất là nhiều. Chúng ta thấy như là sửa đổi cái nghị định, một phần của nghị định 65 thành nghị định 08 để mà hỗ trợ các doanh nghiệp về cái vấn đề trái phiếu nè, cái vấn đề về sửa đổi luật đất đai, ban hành mới luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản. Khi mà mọi người để ý là khi mà bộ luật đất đai có một cái lần sửa đổi, một cái lần cập nhật mới thì nó tạo nên một cái cơn sốt về thị trường bất động sản rất là nhiều, và hy vọng rằng khi mà luật đất đai sẽ cập nhật cũng như là luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở cập nhật mới thì sẽ có rất là nhiều những cái điều kiện thông thoáng để mà cho thị trường bất động sản Việt Nam phát triển tốt hơn nữa. Cũng như là chúng ta thấy giai đoạn hiện tại, nếu như mà cái sản phẩm mà ít biến động hiện nay đó là cái sản phẩm nhà liền thổ, thì nhà liền thổ luôn là sản phẩm rất là ít biến động thị trường, và khi mà thị trường nó tăng trở lại thì nó có cái biên độ tăng giá rất là tốt theo thời gian. Và thật sự đây là một trong những cơ hội để mà chúng ta có thể sở hữu một cái sản phẩm nhà thấp tầng giai đoạn hiện tại đối với khu đô thị Zegai Nhà Bè. Và cái này vẫn là câu chuyện của bên Nguyễn nhìn thấy câu chuyện của Phú Mỹ Hưng rất nhiều năm về trước, khi mà một cái chủ đầu tư tập đoàn Đài Loan khi mà đặt cái nền móng phát triển tại Việt Nam, thì khi mà cái sản phẩm bất động sản nhà thấp tầng của họ bàn giao đầu tiên thì nhiều anh chị khách hàng khi đó là vẫn không nghĩ đến chuyện là mình sẽ về đây và sinh sống. Nhưng mà mọi người thấy sau khi mà chủ đầu tư bàn giao với chất lượng cảnh quan, với pháp lý, với hạ tầng, với kết nối về khu vực trung tâm, với những cái hạng mục công trình tiếp theo như là căn hộ, là công viên, là những cái tòa nhà dịch vụ văn phòng, thì ngày hôm nay sau gần 30 năm thì chúng ta có một khu đô thị Phú Mỹ Hưng rất là chuẩn chỉnh, không chỉ ở Việt Nam đâu mà còn khu vực Đông Nam Á đều biết đến cái thương hiệu Phú Mỹ Hưng.
và liền kề Phú Mỹ Hưng trên một trục đường Nguyễn Hữu Thọ thôi. Thì ngày hôm nay chúng ta bắt gặp giai đoạn đầu tiên của một cái bên Nguyễn hay gọi nôm na là Phú Mỹ Hưng thứ hai, với quy mô là khoảng là 350 hectare, và cái loại hình sản phẩm bàn giao đầu tiên vẫn là sản phẩm nhà thấp tầng với 359 sản phẩm. Mà thật sự là đây là một trong những cái cơ hội có lẽ là không còn nữa, khi mà chúng ta không sở hữu được một cái sản phẩm thấp tầng tại một khu đô thị mới hình thành trong tương lai, với rất là nhiều những cái tiến bộ và cập nhật mới về hạ tầng, về công nghệ thông tin và chất lượng sống dành cho cư dân, thì chắc chắn sẽ là một cái nơi thu hút cư dân và lấp đầy cư dân nhanh hơn cả khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện tại. Và những thông tin vừa rồi thì mọi người có thể liên hệ thông qua số hotline trên màn hình để bên mình có thể chia sẻ với các anh chị rõ hơn, cũng như là chúng ta có dịp chúng ta đến thực tế và trải nghiệm. Bởi vì nhiều khi là nói nhiều quá thì các anh chị cũng không tin, chúng ta thử một lần đến trải nghiệm những cái sản phẩm, trải nghiệm thực tế tại vị trí của dự án để chúng ta có thể cảm nhận rõ hơn về một cái khu đô thị hình thành trong tương lai. Và bây giờ thì bên Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các anh chị ạ.